Thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 4 2023, khoa phụ sản bệnh viện Đa khoa Long An bắt đầu tiếp nhận khám và điều trị nội trú cho sản phụ khoa có thu phí. Ngay trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động, khoa phụ sản đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến điều trị nội trú. Bệnh viện cũng đã miễn phí toàn bộ chi phí cho sản phụ sinh đầu tiên, khoảng 4 triệu 500 ngàn đồng một ca sinh mổ. Nếu sinh thường, chi phí khoảng 2 triệu 500 ngàn đồng một ca. Trong thời gian hoàn tất thủ tục ký phụ lục hợp đồng với cơ quan bảo hiểm y tế, bệnh viện chưa tiếp nhận điều trị nội trú bảo hiểm y tế. Khi bệnh nhân vào điều trị nội trú, sẽ thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh theo giá của Bộ Y tế quy định. Ngày đầu tiên hôm nay thì rất là nhiều bệnh nhân đến với một số lượng mà tăng hơn thường ngày rất là nhiều. Thì tụi mình hiện tại cũng đang có sự chuẩn bị kỹ càng. Mình vừa mới thực hiện một ca vết mổ cũ, mổ bắt con trên vết mổ cũ. Em bé đang được nằm da kề da với mẹ trong phòng mổ. Thì hiện tại là sức khỏe mẹ và bé đều đang rất là tốt. Và mẹ thì đang được phục hồi vết mai, phục hồi thành bụng trong phòng mổ. Em bé thì đang chỉ số ấp ga 89 tốt. Dạ. Có thể nói cho tới thời điểm này thì mẹ tròn con vuông. Cùng với việc tiếp nhận lại bệnh nhân nội trú khoa nhi vào đầu tháng 3 2023 và đưa vào hoạt động nhận khám và điều trị nội trú cho bệnh nhân sản phụ khoa vào hôm nay đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.